Trong video này kênh YouTube 3 Kho Tư Liệu Xây Dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về nội thất của một phòng ngủ được thiết kế cách điệu cho hai em bé nam ở cùng và rất là đam mê bóng đá. Đây là khu vực cửa vào. Bên trên đầu cửa thì cũng có gắn máy lạnh giống như những cái phòng ngủ bình thường khác. Màu sơn thì gồm có hai màu chủ đạo là màu đỏ và màu trắng. Trần được sơn màu trắng. Nền thì được lát cỏ nhân tạo đúng phong cách của người đam mê bóng đá. Sắt tường có những cái kệ để những cái vật phẩm lưu niệm liên quan đến bóng đá, đồng thời cũng có một cái ghế để ngồi có thể là đọc sách, học bài. Bên trên, bên dưới các cái ghế là những cái tủ có thể để sách vở, hồ sơ. Kể cả cái nút cầm mở cánh cửa tủ cũng được cách điệu bằng những hình ảnh của quả bóng. Có hai cái giường, tức là giường tầng đó. Một cái ở dưới và một cái trên. Chúng ta có thể đi lên trên cầu thang để lên cái giường ngủ ở trên. Và có hai cái tủ áo. Một cái tủ áo đây có sử dụng cho em bé ngủ ở dưới, ngủ cái giường như thấp. Ngoài ra cũng có một cái tủ như này để có thể để sách vở. Đây là cũng có một cái kệ sách. Rồi trước khi lên cầu thang để lên cái giường tầng ở trên cao thì cũng có một cái tủ áo này để dành cho em bé nằm ở giường trên cao. Còn đây là cái cầu thang đi lên trên cái giường tầng bên trên. Phía trước phòng là cửa kiến hai cánh lùa đi ra ban công. Hai bên cái kệ hay là cái bàn ngồi học là hai cánh cửa sổ. Kênh YouTube Kho Tư Liệu Xây Dựng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay từ thực tế và post lên kênh hàng ngày.